Xin chào mọi người. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Dell InVision 5750 ha, cái cấu hình dành cho văn phòng 15.6 inch. Đặc biệt nó là cái màu hồng nha mọi người. Cái màu hồng này là màu hồng gold. Màu hồng này rất là đẹp. Cái màu nó giống như MacBook vậy, nhưng mà do ban đêm á, đèn điện rồi nhiều á, mình quay nó không có rõ được cái màu màu hồng nha. Cái vỏ bên ngoài là mình thấy là cũng tương đối đẹp. Giờ mình sẽ gập xuống mình quay cho mọi người xem kỹ hơn. Góc cạnh tương đối sạch đẹp nha mọi người, như vậy là tương đối đẹp rồi. InVision 15.6 inch. Giờ mình sẽ quay cạnh. Bên này là có DVD nha, USB nè. Bên này thì có ngõ sạc nè, HDMI, USB, ngõ cái này mạng LAN với hai ngõ USB, ngõ tai nghe. Giờ vô bên trong. Bên trong này ha, cũng là cái màu hồng luôn, nhìn rất là đẹp. Và phím là dường như chưa sử dụng luôn mọi người, phím đẹp cực kỳ luôn. Bên trong này cũng rất là đẹp nha, máy giữ cái dường như người ta không có sử dụng luôn á, kỹ đẹp lắm. Đây à. Ban đêm quay không có rõ được cái màu, nhưng mà nếu mà ban ngày mọi người cái màu nó nổi, nhìn nó đẹp lắm. Màn hình 15.6 inch, màn hình full HD, có webcam rồi đầy đủ hết ha. Mình sẽ giới thiệu đến cấu hình. Cấu hình nè mọi người, đây là Dell InVision 5570 i5 Gen 8 ha, RAM 16 GB. Đây mọi người, i5 Gen 8 RAM 16 là văn phòng thoải mái rồi. Cần con máy để làm kế toán là văn phòng, thích màu hồng nhìn đẹp điệu nữa thì con này là rất là cái sự lựa chọn rất là ok. Cái này thì nó chạy song song SSD 256 cộng với lại HDD 500 GB, còn có cả DVD để đôi lúc làm việc hay gì nữa. Máy chạy song song hai ổ vậy tiện ha. Mọi người có cái dữ liệu gì đó, cất vô trong cái ổ D này cũng cũng cái HDD này cũng rất là tiện. Còn SSD thì chạy chương trình nè. Trên nền trắng nó có phản quang miếng chỗ này mọi người, trên nền trắng thôi. Thì cái này cũng do với quá trình vận chuyển tì đè mọi người, cho nên không ảnh hưởng gì nhiều. Màu sắc thì tươi, màu full HD ok rồi, tiếc cái nó chút phản quang tí này thôi, còn lại là bình thường, nền khác là thấy ít hoặc là không thấy gì hết trơn, cho nên là không có vấn đề gì hết nha mọi người. Đây nè, full HD là 1920 x 1080. Máy là hoạt động hoàn hảo, chỉ có bị phản quang một chấm ở chính giữa, do nó tiếc cái là chính giữa, chứ nếu như mà nó bên cạnh cạnh này thì đỡ hơn. Trên nền màu thì không vấn đề gì. Và cái con máy này thì mình thấy nó cũng còn khá là đẹp. 15.6 inch, full HD, mọi thứ ok hết. Cấu hình cũng rất ok dành cho văn phòng, biệt là máy, vỏ cũng cũng đẹp. Máy kèm sạc zin, mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế ha. Mọi người về dán gõ kiểu quốc tế ok. Thêm nữa là pin nó thì nó được 3 giờ, thoải mái sử dụng. Con máy này mình báo giá mọi người là 5 triệu rưỡi ha. Ai chốt thì inbox mình, mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều. Luôn bao zin nên mọi người yên tâm về chất lượng. Cái này thì nó chỉ phản quang thôi, một chút ở giữa màn hình thôi, chứ còn mình thấy là mọi thứ là nó đẹp, hoàn hảo, và được cái là cái màu nó cũng ít gặp nữa. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Ai chốt thì inbox mình.